Chào các bạn. Hôm qua là mình vừa mới mua một cái máy hút bụi, nên hôm nay mình sẽ làm clip là thử nghiệm mình sẽ dùng cái máy hút bụi này để hút chân không mấy cái đồ vật, như là hút chân không cái con ai gấu bông này nè, hoặc là hút chân không mấy cái gối đồ. Nói chung clip hôm nay là mình sẽ thử nghiệm là dùng máy hút bụi để hút chân không mấy cái đồ vật, thử coi nó sẽ như thế nào nha bạn. Bạn nào thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Ok, bây giờ mình sẽ phun máy hút bụi ra review sơ cho bạn xem mà sao nó máy hút chân không nha. Đây phụ kiện nó có nhiêu đây các bạn. Một cái đồ để dành hút sàn nhà. Hai cái đầu này, một đầu để dành hút nhỏ, một đầu hút gốc luôn nữa. Còn hai cái ống này nó dành nối cho dài ra các bạn, mình phải vừa đứng mà vừa hút luôn chứ không cần phải hôm xuống. Cái máy này mình mua là giá là 1.700.000 các bạn. Máy này thì mình mua điện máy xanh. Cái máy này rất là đơn giản các bạn, mình chỉ cần lấy dây điện cắm vào là sử dụng thôi. Dây điện này nó dài là khoảng 4,5 m các bạn. Mình phải kéo nó dài ra, thiệt là dài 4,5 m luôn, sau đó mình sẽ nhấn nút này nó sẽ tự hút vô nè. Đó, cứ kéo dài viên hết luôn cũng được, nó sẽ bấm nút rồi nó tự chui vô. Mình thấy khá là hay luôn. Đó, mình sẽ cắm điện vào đây nha. Đây là công tắc. Bấm nút này nó sẽ hút nha. Còn cái nút dặn bên đây là dùng để dặn hút mạnh hút yếu các bạn. Này bắt công tắc rồi, sau đó mình dặn mạnh lên nha. Rất là đã. Mình sẽ tháo ra và lấy bụi trong đây nè các bạn. Đây, cả đống bụi trong đây nè. Đây, mấy cái hạt mình hút nó nằm đây. Cái này mình có thể rửa đồ khô ráo rồi sau đó bắt đầu sử dụng tiếp. Cái này không có điện gì hết đó các bạn. Rất là đơn giản. Rồi bây giờ mình sẽ hút chân không mấy cái món đồ nha. Rồi đầu tiên mình sẽ thử hút mấy con Whipsy các bạn. Whipsy là mấy cái đồ ăn mà nó bằng xốp bịp xèo như vậy nè. Đây mình bóp nó sẽ xíu vậy nè. Cái nó phù ra lại. Phù ra lại. Để tay chuối thằng gì rất giống thật luôn. Đó. Mình sẽ bỏ vô trong bịch ni lông và mình sẽ hút nó nha. Rồi mình sẽ bỏ ba món này vào trong bịch ni lông và hút nha các bạn. Đó. Rồi nó sẽ xẹt như thế nào nha. Bỏ cái máy hút bụi vào. Rồi nhấn nút nha. Đây kết quả sau thì mình hút ba cục whisky thì nó như vậy đó các bạn. Nó bị nhăn nhúm lại. Nhìn khá là ảo diệu. Mình sẽ bỏ hơi vô nha. Nó sẽ phù lên lại. Rồi tiếp theo mình sẽ thử bỏ cái gói ôm này vào nha các bạn. Thử coi nó như thế nào nha. Cái gói rất là lớn. Và đây là trước và sau khi hút cái gói đó các bạn. Nó rất là bự và nó bị hút thì nó sẽ trở nên nhăn nhúm lại và còn chút xíu nữa các bạn.
Bây giờ nó rất là cứng, bên đây thì rất là mềm nha, bên đây giờ nó cứng, rất là cứng nè. Rất là xấu xí nữa. À, nói chung là việc hút chân không là nó sẽ làm cho cái đồ vật nó không có không khí các bạn, nó sẽ nhỏ lại nha. Thải ra nó sẽ bự lại. Đây, bự vào bên đây liền. Khá là hay. Rồi tiếp theo mình sẽ thử bỏ cái con rồng vàng nha các bạn. Con rất là bự. Hút nó thử như thế nào nha. Quay mặt nó lên. Mình sẽ coi cận cảnh cái mặt của nó bị hút nha. Đây, hồi nãy nó rất là đẹp và bự, bây giờ hút một phát thì nó còn như vậy đó các bạn. Nhỏ xíu luôn. Rất là cứng nữa. Nhìn rất là ảo. Thả ra thử coi. Wow. Bự lên liền. Như mới rồi đó các bạn. Hồi nãy cái mà xấu thì nó hút không khí vô thì nó trở nên rất là đẹp nè. Dễ thương liền. Rồi tiếp theo mình sẽ hút cái chai Pepsi với lại cái lon Coca-Cola nha các bạn. Hút trong bịch không được các bạn ơi. Nghĩ là hút luôn ở ngoài như vậy nè. Đây, hút phát cái chai còn nhỏ xíu như vậy là lép luôn các bạn. Hư luôn rồi. Hết thụ ra được luôn. Đây mình hút cái lon nha. Móp cái lon luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ thử hút cái đống chôm chôm này nha các bạn. Đây. Hút trái cây thì nó sẽ như vậy nha các bạn. Nó dính cục lại với nhau hết luôn. Khá là ảo diệu. Rồi, đây là con cuối cùng nha các bạn, kết thúc video luôn. Con gấu. Rất là bự luôn. Nó bự, con này nó cao tới 2 mét liền, mà mình có cái sâm lông mà nó có 2 mét, tức là nó cao hơn mình nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô bịch và hút nó thử như thế nào nha. Con này để rất là chặt nhà nhưng mà hút là mình nghĩ là nó sẽ còn nhỏ xíu á. Để cắt rất là ok. Chui vô luôn em. Ok. Nhét nít nó vào. Rồi mình sẽ hút thử nha. Đút vào đít nó. Đây, hồi nãy nó rất là bự, sau khi hút phát thì nó chỉ còn có như vậy thôi nữa bạn. Rất là nặng luôn á. Chắc cũng phải chục ký chứ. Rất là nặng.
để mình tháo ra thử coi nó sẽ phù ra như thế nào nha. Bóng xanh đó nè. Đây nó tiếp tục phù ra. Vẫn chặt á luôn. À, nói chung là hút chân không khá là tiện lợi các bạn. Bưng những vật mà nó có gì không khí, ví dụ như gấu bông hay là mấy những gói đồ thì chúng ta không sử dụng nữa thì mình nghĩ là hút chân không nó đem cắt bao giờ tủ rất là ok luôn các bạn. Nó giúp cho bóng đồ nhỏ lại, dễ dàng cắt hơn. Nói chung là mình vừa mua máy hút bụi mà y như là được thêm một cái máy hút chân không vậy. Cảm thấy rất là hài lòng luôn. Giờ cái thú gì tới đây. Bây giờ hôm nay là mình thử dùng máy hút bụi để hút chân không mấy món đồ trong nhà. Kết quả là rất là ảo diệu và cũng rất là tiện lợi nữa. Các bạn xem hết video này, nếu thấy hay thì like và share giúp mình. Đừng quên ký kênh ủng hộ và làm những clip khác. Tạm biệt các bạn. Bây giờ mình sẽ hút con gấu này và bỏ vô trong tủ để đem cắt. Nó khá là cồng kềnh đó các bạn. Con gấu này mình mua về chỉ để làm clip thôi. Bây giờ không sử dụng nó phải đem cắt.